Mày rưỡi. Này cách làm kẹo dừa. Đúng rồi, quy trình làm kẹo dừa. Rồi xong đem mấy cây qua kia hả? Cái này có lọc phụng bỏ vô thẳng. Rồi tất cả những ba cái chất đó dồn vô chung một cái son. Ha, người ta mới đem ra lên họ đun nóng, họ quậy tan cái hỗn hợp đó ra. Sau khi quậy tan xong họ múc cái nước này đem qua đây quậy từ 40 cho đến 45 phút thì kẹo chín. Trong cái quá trình quậy kẹo, nếu như nhà mình muốn được kẹo dừa sầu riêng thì lấy cái cơm sầu riêng để vô. Muốn được kẹo dừa đậu phộng thì mình đập dập cái đậu phộng mình để vô. Ha, muốn được kẹo dừa lá dứa thì lấy nước cốt lá dứa để vô. Tùy theo cái chất mà mình bỏ vô cái nguyên liệu nào thì mình sẽ gọi tên theo nguyên liệu đó. Và sau khi quậy từ 40 cho đến 45 phút kẹo chín rồi, người ta đổ ra cái bàn ở đằng kia mà nãy giờ nhà mình đứng quay phim đó. Đổ ra bàn đó và làm nguội. Sau đó nhắc từng sợi nhỏ dài vô trong cái khuôn. Người ta bảo rằng là đến cái kẹo dừa bánh tre là đến có một cái trung tâm chấm sâu ra. Không biết nhà mình tin vào điều này không? Không có cơ sở, bởi vì các bạn hay khuyên con em mình đừng ăn kẹo dừa. Đây là Yến Phương khách. Em ơi, Yến Phương là ở đây với thầy.